Chào mừng quý vị và các bạn đến với Đừng Quên Lời Bài Hát. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta sẽ trở lại với những từ biệt dấu quen thuộc của trò chơi nhạc phiên bản mới. Tuần này chúng ta sẽ được lắng nghe giọng hát của ai đây? Ngày xưa em ốm lắm mà đẹp nữa. Những ước mong đã đưa chúng ta xa hai bờ. Lê Duy Linh đẹp trai. Liệu họ có giành được giải thưởng 100 triệu đồng của chương trình hay không? Và ngay bây giờ xin được chào đón MC Hóa Minh, Nguyễn Khang. Xin chào mừng tất cả quý vị các bạn, chúng ta đã cùng đến với trò chơi âm nhạc năm 2015 và hãy cùng chờ đón ban nhạc Flash Band và nhóm bạn Cadillac. Ngay bây giờ hãy cùng chờ đón người chơi đầu tiên của chúng tôi trên sân khấu này. Xin được giới thiệu ca nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ. Xin chào anh Nguyễn Khang và tất cả khán giả thân yêu. Vâng, Tăng Nhật Tuệ, bạn xuất hiện với một bộ trang phục rất là ấn tượng, nhất là đôi giày. Vâng, Tăng Nhật Tuệ giới thiệu đôi nét về mình đi. Tên hình như Nguyễn Khang biết là tên thật của bạn không phải là Tuệ đúng không? Vâng, tên thật của Tăng Nhật Tuệ là Lê Duy Linh. Nếu hôm nay là một người chơi bình thường đến đây tham gia thì chắc anh Khang phải giới thiệu đây là người chơi Lê Duy Linh đẹp trai. Vâng, tôi cảm thấy rất là thú vị khi mà những tính từ này đã được bạn giới thiệu đầy đủ trên sân khấu. Thì tại sao bạn lại quyết định đặt tên là Tăng Nhật Tuệ và không phải là Tăng gì khác? Ví dụ như là Tăng Động hay vâng. Tăng huyết áp. Uh-huh. Tên Tăng Nhật Tuệ là một cái tên rất là có ý nghĩa đối với cậu bé Duy Linh ạ. Bởi vì đó là tên con trai của nhạc sĩ Quốc Bảo. Ngày xưa lúc mà Tăng Nhật Tuệ, Duy Linh còn hâm mộ nhạc sĩ Quốc Bảo thì luôn có ao ước được là một phần nào đó trong cuộc sống gia đình của anh Quốc Bảo. Thế nên mới đặt tên là Tăng Nhật Tuệ ạ. Con trai của anh Bảo rồi tên là Tuệ luôn. Tuệ. Nhật Tuệ Bùi luôn. Bùi Nhật Tuệ. Bùi Nhật Tuệ. Thế tại sao bạn lại có chữ Tăng? Tăng để nó không bao giờ giảm xuống. À, nó cứ lên hoài như vậy. Lên mãi luôn anh. Thôi được rồi, nếu như mà trong sự nghiệp mà cứ lên mãi như vậy đó là một cái điều tốt đúng không? Một tín hiệu tốt lành. Chắc là Tuệ cũng xem cái chương trình này rồi. Và bạn biết rằng là Tuệ sẽ phải hát những từ được giấu đi. Và chúng ta có những thể loại âm nhạc như sau. Pop, ca khúc sinh hoạt tập thể, tình ca, nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng, nhạc cách mạng, nhạc sĩ nổi tiếng, dance và rock. Tương ứng với 9 thể loại âm nhạc này, chúng ta có những mức giải thưởng như sau. Từ 200 cho đến 50 triệu, Tuệ sẽ phải hát chính xác 4 cột mốc đầu tiên để chắc chắn có được giải thưởng là 3 triệu. Vượt qua mức thứ 5, Tuệ có quyền tuyên bố dừng cuộc chơi lúc nào cảm thấy không an toàn. Qua mức thứ 9, bạn sẽ đến với bài hát chiến thắng trị giá 100 triệu đồng. Chúng tôi sẽ cho bạn 3 quyền trợ giúp sau đây. Nhờ người thân trợ giúp, mở 2 trong số những từ bất kỳ và 3 đáp án, trong đó có một đáp án chính xác. Bây giờ thì Tuệ sẽ chọn chủ đề nào đầu tiên? Bây giờ em lựa chọn chủ đề đầu tiên đó là ca sĩ nổi tiếng đi ạ. Em nghĩ chắc là... Ca sĩ nổi tiếng, chào. Chúng ta có hai ca khúc. Một là Mong Anh Về, một sáng tác của Dương Cầm do nữ ca sĩ Thu Minh thể hiện trong album I Do. Và hai là Tình Yêu Ở Lại, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Trung do nữ ca sĩ Hồng Nhung thể hiện trong album Ngày Không Mưa. Tôi nghĩ là bạn biết hai ca khúc này đúng không? Đúng là chủ đề ca sĩ nổi tiếng. Hai ca sĩ rất là nổi tiếng, nhưng cả hai bài này em đều không thuộc. Nhưng mà em nghĩ là ca khúc của nhạc sĩ Quốc Trung thì em biết từ nhỏ rồi. Không nhớ rõ lắm, nhưng mà có lẽ là cầu mong là trúng được cái câu mà mình biết. Ca khúc Tình Yêu Ở Lại. Tình Yêu Ở Lại, chọn. Với ca khúc này, Tuệ sẽ hát 4 từ được giấu đi. Chúc Tuệ may mắn nha, cố gắng lên. Dạ. Vâng. Tình Yêu Ở Lại cùng với Tăng Nhật Tuệ, âm nhạc bắt đầu. Đã hết rồi ngày nắng chói chang, lúa đã vàng chiều đã khói sương, và đã hết rồi mùa bão với sông.
gió thu trong vườn vắng man mát thương đêm đã hết buồn và hết vấn vương, đã hết hờn giận hết nhớ thương và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm. Bốn từ mà Tuệ điền vào là gì? Nhìn mãi bóng đêm. Vâng, chúng tôi ghi nhận đáp án này của bạn. Bạn đã đến với cột mốc đầu tiên là 200.000, chắc chắn phải hát được cột mốc này. Bạn đã chốt câu hát này chưa? Tôi chốt. Thưa quý vị, để xem Tăng Nhật Tuệ với tên thật là Lê Duy Linh đẹp trai có vượt qua được cột mốc đầu tiên của chúng tôi hay không? Chúng ta sẽ được biết sau phút nghỉ giải lao. Các bạn hãy chờ nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị đã cùng quay trở lại với trò chơi âm nhạc năm 2015 cùng với Tăng Nhật Tuệ trên sân khấu này. Trước khi nghỉ giải lao thì bạn ấy đã chọn ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Trung, ca khúc Tình Yêu Ở Lại, và điền vào những từ nhìn mãi bóng đêm. Và ngay bây giờ hãy cùng xem bạn ấy có vượt qua được cột mốc này hay không nha. Kết quả của chúng tôi chính là chúc mừng Tuệ. Quá dễ đúng không ạ? Cột mốc đầu tiên vượt qua rất là dễ dàng. Dạ. Bây giờ thì cứ thừa thắng xông lên. Mình là Tăng mà đúng không? Dạ vâng. Tăng dần dần. Không, theo em nghĩ là có cách nào mà chắc là không có ai đến mức mà rớt khỏi cột mốc 200 ngàn đâu đúng không anh? Thật ra thì cũng nếu mà bạn muốn thì vẫn có thể. Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cột mốc tiếp theo là 500 ngàn. Bây giờ bạn sẽ chọn chủ đề nào đây? Có lẽ là chủ đề nhạc sĩ nổi tiếng ạ. Biết đâu ra nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ nha. Dạ không, trước đầu tiên là em đã định tâm sự với cả Nguyên Khang một điều là cái lý do em đứng ở đây em cũng không hiểu luôn. Không hiểu sao em lại được mời tới đây đứng nữa. Bởi vì ngay cả ca khúc của mình em hát em cũng không có thuộc lời. Cái đó mới là cái chương trình cần đó. Tại vì nếu thuộc thi chi nữa. Nếu không thuộc thi để mà nhắc nhở cho những người khác thuộc. Vâng. Đó mới là điều quan trọng. Vâng, chính thế em chỉ mong là vượt qua được mức 1 triệu. Hiện nay trong suy nghĩ của em là em chỉ mong lắm luôn là vượt qua mức 1 triệu. Vượt qua mức 1 triệu cũng chưa có tiền đâu. Qua mức 3 triệu mới có tiền để cầm về. Thế thì em xin nói lại, em xin được vượt qua mức 3 triệu ạ. Vâng. Đấy là mong muốn lắm rồi. Còn nếu như mà được hơn nữa thì em mong là 100 triệu ạ. Vâng. Cuộc đời khó ai thoát được ba chữ tham sân si lắm đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Bạn đã vướng vào cạm bẫy đầu tiên rồi. Vâng. Nhưng mà không sao, cái tham này là cái một cái quyết tâm mình đặt đến. Đúng không? Cố gắng thôi anh ạ. Vượt qua được 3 triệu đó là nỗ lực lắm rồi. Nhạc sĩ nổi tiếng, chọn. Chúng ta có hai nhạc sĩ, một là nhạc sĩ Vũ Văn Hà với ca khúc Hoa Nắng do nam ca sĩ Hoàng Hải thể hiện trong album Mùa Thu Tình Yêu. Và hai là Tăng Biến, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do chính anh thể hiện cùng với nhóm Em For You. Bạn sẽ chọn ca khúc nào? Bài Hoa Nắng. Em biết bài này rất rõ nhưng em không thuộc một câu nào. Bài Tan Biến. Em thuộc cả bài nhưng có đúng một đoạn em không thuộc. Và cái đoạn nó rất nguy hiểm là lần nào em đi hát với nhóm, em cũng không hát được cái đoạn đó. Nhưng mà thực ra thì bài Tan Biến thì em thuộc nhiều hơn. Đúng rồi, chọn cái nhiều hơn, nhiều khi nó không vô cái đoạn đó thì sao? Đúng không? Cầu trời, mấy chữ ạ? Chưa, mở ra đi chọn ca khúc nào thì rồi mới biết. Chọn Tan Biến ạ. Tan Biến, chọn. Với ca khúc này, bạn sẽ hát 4 từ được giấu đi. Dạ. 4 từ, chúc may mắn. Cảm ơn lên. Và bây giờ, Tăng Nhật Tuệ cùng với ca khúc Tan Biến và 4 từ âm nhạc bắt đầu. Khi sương tan mau, chút ánh sáng nhạt màu, con đường xa khuất nhau. Từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bỡ ngỡ, chắc có lẽ tôi mộng mơ
Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì, thôi đành cay khóe mi. Hay là cơn mưa phương xa vui hơn nơi đây gió lớn. Sớm mai em thường nhớ ai? Sớm mai gì ạ? Là sớm mai em thường nhớ ai ạ? Bạn đã đến với cột mốc là 500 ngàn của chúng tôi. Nếu trả lời đúng đáp án này, bạn sẽ tô xanh được ô này. Nếu mà trả lời sai, thì bạn sẽ ra về và không có giải thưởng. Bạn đã chốt câu hát này chưa? Tôi chốt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem kết quả của chúng tôi chính là... Bây giờ thì bạn đã có được 500 ngàn rồi. Rất khó khăn ạ. Vẫn còn cuộc mốc thứ ba nữa. Tôi được biết là hình như là ngày nhỏ thì bạn có theo học một trường về múa đúng không? Nhà thiếu nhi và sau đó là trường em, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội sơ cấp múa. À, như vậy là có biết chút về múa. Không, múa gì bạn? Em múa 10 năm ạ. Múa 10 năm? Vâng. Wow, như là múa chuyên nghiệp. Ngày xưa em ốm lắm mà đẹp nữa. Bây hồi giờ... em múa đó, giờ em nghỉ cái giờ trông em như... Em đỡ hơn ngày xưa. Dạ, đỡ đẹp hơn. Không, như vậy là ngày xưa là nhìn em cái khúc nào ra khúc đó đúng không? Vâng, bây giờ thì vẫn khúc nào ra khúc đó. Bây giờ là ba khúc nó dồn thành một khúc đó. Bây giờ thì trên sân khấu này em thử một vài điệu múa cho mọi người thấy được không? Anh được biết là em múa ba lê đúng không? Em thấy hỏi múa là em biết rồi em biết. Anh hỏi nhưng mà rồi. Anh có thể giúp em một cái là anh cầm giùm em cái micro nè. Để em nói nốt một câu đi. Em bảo này, bây giờ cái công việc múa nó đi xa rời của cuộc sống. Không sao đâu em. Không, có một cái biến thể của nó. Một cái biến thể tuyệt vời của nó. Đó là nhảy đó hả? Không, yoga. Không, yoga đó là ở phần tiếp theo của chương trình đấy. Ôi tôi chết rồi. Khán giả hãy dành một tràng pháo tay cho Tăng Nhật Tuệ. Rồi. Em hãy làm một vài điệu múa ba lê. Hồi xưa khi mà múa ba lê thì người ta đứng trên cái chân đúng không? Đứng trên cái mũi giày mũi đúng không? Vâng, cái giày này hơi khó đứng á. Ừ. Thôi em bỏ giày ra đi. Em bỏ giày ra em đứng một chút cho mọi người thấy. Dạ. Đứng bằng ngón thanh ạ. Mũi thì giờ hết rồi. Em okay, nặng lắm. Ok, hết ngón ra. Rồi em múa cái bài nào đi. Anh nhớ là có cái bài con thiên nga đó. Chân 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 chân. Bây giờ mỗi lần mà em nghĩ đến cái chuyện mà phải giơ tay giơ chân cử động là em đã thấy mệt mỏi lắm. Tại sao vậy? Tại sao mà 10 năm múa mà em quyết định bỏ múa? Tại vì em biết là nếu như em không ngừng sớm thì ngay ngày hôm nay bây giờ đây em sẽ phải múa theo nhiều cái nhạc lắm. Múa theo nhiều cái yêu cầu của anh lắm. Em dừng em mới thiên nga tôi không hồi nữa. Em mà múa thêm 10 năm nữa giờ em múa quạ rồi. Không, nhưng mà em biết không, chính vì cái sự dừng của em, tức là tại lại múa nó là một môn nghệ thuật nhưng là một môn thể thao. Em hãy tìm lại những môn thể thao đã giúp cho em có được một vòng eo cân đối trước đây. Vâng. Đúng không? Ừ. Anh nghĩ là nên tập thể dục. Em vẫn tập thể dục mỗi ngày, em vẫn bơi lội ạ. Vâng. Còn anh nghe hồi nãy là em có nói là em tập yoga nữa đúng không? Cả... Tức là em có thể là từ cái chân mà em đưa thẳng lên đỉnh đầu được đúng không? Đúng em không? Em mới tập là mũi chân dính vào đầu gối thôi ạ. Mũi chân dính vào đầu gối là như thế nào? Như này anh này. À như thế này hả? Em ơi như vậy anh không có tập mà anh cũng làm được đó em. Hay quá. Thế thì còn cái môn nào, cái yoga nó có cái động thế nào khó hơn hay không? Nhiều động thế lắm nhưng mà phải nằm xuống rồi phải có người nâng đỡ rồi. Em nằm xuống đi. Em có biết là cái trên sóng truyền hình là mọi người khuyến khích việc tập luyện thể thao. Và em đây là một cái bằng chứng sống cho cái việc mà khuyên năng tập luyện thể thao. Em nằm xuống em làm vài động tác yoga cho anh xem. Em nằm xuống. Anh giữ video cho không có nói nhiều, nam giới ít nói thôi. Rồi, nằm xuống. Em làm vài động tác yoga cho. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với lớp yoga của thầy Tăng Nhật Tuệ. Thầy có một phương pháp yoga đến từ Ấn Độ cổ truyền. Thầy đã dạy cho 100 sinh viên và 90 người đã bỏ lớp sau khi thầy dạy. Và ngày hôm nay, xin chào thầy. Mời thầy bước vào phần luyện tập yoga cho các học viên của chúng tôi. Động tác đầu tiên, đó là không cần tập mà phải cần la. Động tác đầu tiên đó là đầu gối chạm chân. Thưa thầy, cái này em không học cũng được. Dạ, thầy qua. Rồi, qua động tác tiếp theo. Rồi, tiếp theo đi thầy. Thầy xuống đó, động tác lăn lè vào trường đó. Tiếp tục.
À, cái này không cần tập cũng tập được. Yoga. Tất cả nó đều bắt đầu từ đầu gối. Là bây giờ ngoài ngoài chân chạm thì tay cũng phải chạm đầu gối. Vâng, thì cái động tác nào là khó nhất thưa thầy? Động tác khó nhất là động tác này đấy. Vâng. Em có cảm giác là thầy tập yoga ở bãi biển nha. Thôi thì em xin cảm ơn thầy. Đó là lý do tại sao mà thầy dạy 100 người mà 90 người bỏ lớp. Hôm mà cô giáo em sốt nghỉ, thế là em cũng rảnh, em lên em dạy dù một hôm. Bởi vậy tập yoga kiểu này thì làm sao mà tìm lại được vòng eo. Anh đề nghị là em phải tập nghiêm túc lại, đúng không ạ? Em sẽ cố gắng ạ. Nhưng đây là câu chuyện để khuyên mọi người chúng ta tập luyện thể thao thường xuyên để có sức khỏe quý vị nha. Còn bây giờ quay trở lại với chương trình, em sẽ chọn chủ đề nào tiếp theo đây? Chủ đề tiếp theo em xin được lựa chọn chủ đề pop. Pop. Chọn. Wow, hình như bạn có duyên với nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong thì phải. Chúng ta có hai ca khúc. Một là ca khúc Dòng Thời Gian, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do chính anh thể hiện trong album Linh Hồn và Thể Xác. Và hai là ca khúc Trên Vên, một sáng tác của Lê Cát Trọng Lý do chính cô thể hiện trong album cùng tên. Hai bài này em đều thuộc hết. Nhưng mà bài em thuộc rõ hơn là bài Dòng Thời Gian của anh Nguyễn Hải Phong. Chắc em sẽ chọn Dòng Thời Gian ạ. Dòng Thời Gian, chọn. Với ca khúc này, Tuệ sẽ hát 4 từ được giao đi. Chúc Tuệ may mắn, cố gắng lên. Và bây giờ, Dòng Thời Gian cùng với Tăng Nhật Tuệ, âm nhạc bắt đầu. Từ ngày nào nồng nàn từng câu ca dao, từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào, bình yên những giấc chiêm bao. Qua rồi một thời vội vàng dòng chơi, rồi một thời yêu đương sớm tối. Bốn từ mà bạn điền vào là gì ạ? Yêu đương sớm tối ạ. Yêu đương sớm tối. Cho chúng tôi ghi đáp án này ạ. Bạn đã chốt câu hát này chưa? Tôi chốt. Hãy cùng xem Tăng Nhật Tuệ có vượt qua được cột mốc này không. Kết quả của chương trình quý vị sẽ được biết sau phút nghỉ giải lao. Các bạn hãy chờ nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chúng ta đang cùng quay trở lại với trò chơi âm nhạc năm 2015 cùng với bạn Tân Nhật Tuệ trên sân khấu. Trước khi nghỉ giải lao thì Tân Nhật Tuệ đã chọn ca khúc Dòng Thời Gian của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và điền vào những từ yêu đương sớm tối. Ngay bây giờ hãy cùng đến với kết quả của chúng tôi. Bạn có trải qua cái giai đoạn đó không? Dạ. Em có trải qua cái giai đoạn yêu đương sớm tối không? Em thuộc và chắc chắn câu này là bởi vì cái ca khúc này là đúng là cái dòng thời gian của cái cuộc đời yêu đương sớm tối của em ạ. Và người ta bảo là nhạc sĩ thì thường rất là đào hoa đúng không? Không, nhưng em thì ngược lại, em không đào hoa mà em đi tìm hoa em đào không? Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn chủ đề tiếp theo. Cột mốc tiếp theo là cột mốc rất quan trọng. Đố bạn biết vì sao? Là em Tăng Nhật Tuệ có bảo toàn được số tiền 3 triệu để mang về hay không? Đúng rồi. Hoặc là mất hết tất cả, được ăn cả, ngã nằm luôn. Vâng, thế thì bây giờ ăn cả hay nằm luôn là phụ thuộc vào chủ đề tiếp theo. Bạn tất sẽ chọn chủ đề cả này. Các chủ đề còn lại đều không phải thế mạnh của em. Cũng không tự tin lắm nhưng em xin được lựa chọn để bảo toàn được 3 triệu của mình, đó là tình ca. Tình ca, chọn. Wow, chúng ta có hai ca khúc. Một là ca khúc Hương Ngọc Lan, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Quân, lời của nhạc sĩ Dương Thụ do nữ ca sĩ Mỹ Linh thể
thể hiện trong album Tóc Ngắn 1. Và hai là ca khúc Người Em Yêu Mãi, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu, do nữ ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh thể hiện trong single album cùng tên. Bạn sẽ chọn ca khúc nào? Hai ca khúc này đều của nữ và em chưa một lần nào thể hiện. Nhưng mà chị Mỹ Linh là thần tượng của em từ nhỏ. Thế nên là em xin được chọn Hương Ngọc Lan và mong rằng chị Mỹ Linh sẽ giúp em vượt qua được nỗi sợ hãi này. Vâng, có lẽ chị Linh cũng đang xem chương trình này. Và hãy cùng đến với sự lựa chọn của bạn ấy. Hương Ngọc Lan chọn. Với ca khúc này, bạn sẽ hát 7 từ được giấu đi. Bạn biết Ngọc Lan đúng không? Dạ. Ngọc Lan là một loại hoa có mùi hương rất thơm đúng không? Đúng rồi, thơm phức. Ừ, tôi nói vậy thôi. Bây giờ điều quan trọng là bạn phải điền vào 7 từ. Hãy cùng xem cột mốc 3 triệu có giúp cho bạn ấy vượt qua được hay không. Âm nhạc bắt đầu. Góc phố nơi anh hẹn, cây ngọc lan xòa bóng ma, tòa hương bát ngát. Bao với em ngày cuối thu buồn, chờ anh bao lâu trong mong mỏi mòn mà chẳng thấy ai. Từ ngày nào anh mới quen em, vẫn cây ngọc lan xòa bóng mát và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn. Một nhành lan anh hái cho em, để mãi là một chút hương ngày cuối. Sẽ mãi mãi yêu anh là thế. Tôi nghĩ đây là một cái câu rất là quen thuộc, bắt đầu trong cái điệp khúc đúng không ạ? Vâng. Bạn đã chốt câu hát này chưa? Tôi chốt ạ. Trả lời đúng đáp án này, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm, bởi vì bạn chắc chắn có được giải thưởng là 3 triệu. Cái cục mốc của bạn muốn hướng đến là bao nhiêu? Hồi nãy bạn nói với tôi là 100 đúng không? Tôi luôn luôn thấy những người chơi đều đặt cái cột mốc đó. Và lịch sử 3 năm của trò chơi âm nhạc của chúng tôi đang tìm cái tên đó. Vẫn chưa có chưa ai có làm ai được. Bạn hãy lần đầu tiên làm chuyện ấy đi. Không ạ, chắc anh sẽ thất vọng đấy. Nhưng mà không sao, em thì chỉ mong là bước được đến đâu cùng đứng sân khấu với anh được bao lâu thì vui thôi ạ. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của chương trình. Bạn đã có được 3 triệu, tâm trạng vô cùng thoải mái rồi đúng không? Vâng ạ, em thật sự mà nói lúc nãy anh hỏi chốt hay không là trong đầu em đã nảy liên tục suy nghĩ. Bởi vì là có một cái phương án nữa là sẽ mãi mãi thương anh là thế. Nhưng mà không biết là thương hay yêu, nhưng mà thôi cứ hát thuận miệng như nào thì em trả lời như vậy. Vâng, tôi được biết là bên cạnh bạn là một nghệ sĩ rất là đa di năng. Bên cạnh công việc là sáng tác, nhạc thì bạn còn là ca sĩ. Và thậm chí bạn còn đóng phim nữa đúng không? Đẹp trai như thế này mà không đóng phim thì uổng quá đúng không? Nhưng mà mập anh ạ. Bạn thường đóng những bộ phim nào? Phim hành động, phim kinh dị, phim tình cảm hay là phim dành cho tuổi teen? Dạ đúng rồi, cái cuối cùng là lựa chọn cuối cùng của em. Em chốt câu cuối cùng. Tuổi teen? Dạ, vâng, vì em 8X cũng... 8X đời đầu mà đóng phim dành cho tuổi teen. Cái phim cuối cùng mà em đóng thì cũng cách đây cũng phải 2-3 năm rồi ạ. Vâng. Rồi đó đến giờ là em không có được ai mời nữa. Vì sao, có bao giờ mình tự tìm hiểu cái nguyên nhân vì sao? Hay là tại do cái sự thay đổi ngoại hình của mình? Thay đổi ngoại hình là một chuyện thôi ạ. Nhưng mà có lẽ là cái việc đóng phim nó lấy của mình nhiều thời gian quá.
Vâng, thường là bạn đóng những vai nào? Cái phim đầu tiên được giải của em thì bi thương lắm. Em đóng vai một cậu bé bị bệnh thần kinh ạ. Em được giải luôn. Là mọi người hỏi là sao lại được giải nhỉ? Bình thường cũng vậy mà, đâu có khác gì ở trong phim đâu sao được giải. Thế. Tức là mình sống đúng nhân vật. Tức là cái vai đó em không phải diễn nhiều lắm. Hồi nãy anh cũng nghi là tại sao chương trình Trò Chơi Âm Nhạc lại tuyển một người xuất sắc như vậy. Thế thì kể từ sau vai đó thì em có nhận thêm được cái vai nào nó khác hơn một chút về cái tính cách không? Cái vai đó thì bi thương ạ. Sau đó thì em toàn đóng những vai người anh trong gia đình, không phải vai chính bao giờ hết á. Là người con trai đầu lòng, rồi những cái vai mà nó tính cách nó điên điên, nổi loạn, rồi bùng cháy. Nhưng mà có cái vai nào mà nó hoàn toàn, nó khác hẳn, nó ra khỏi cái mô típ người anh mà nó ra tới mô típ khác không? Người chị. Người chị. Cái là cái, nó là một cái vai trong cái bộ phim nào? Bộ phim điện ảnh đầu tiên của em. Bộ phim được mang tên là có bốn chữ em Vũ quên. Vũ Điệu Đường Công. Vũ Điệu, ê, ê hay vậy. Anh chốt chưa? À, chắc chứ. Bộ phim đó có mang lại cho em cái giải thưởng không? Năm đó là một trong những bộ phim tất nhiên là không được đánh giá cao lắm, bởi vì là có rất nhiều lý do về phòng vé với mọi thứ, bởi vì năm đó quá nhiều phim hoành tráng, những phim hành động hoành tráng. Thế nhưng mà từ đó thì em cũng được mọi người biết đến nhiều hơn. Đó cũng là thời điểm em chuyển từ ngoài Bắc vào trong Nam. Mới bắt đầu vào cái là được đóng phim luôn. Thế là... Thích thế nha. Dạ. Và quay trở lại với chương trình, em sẽ chọn chủ đề nào tiếp theo? Cho em xin được lựa chọn Dance. Hồi nãy em có nói với anh là em có khả năng nhảy đó đúng không? Dance, chọn. Có hai ca khúc là Đường Cong của Nguyễn Hải Phong do Thu Minh thể hiện trong album Ngôn Ngữ Cơ Thể. Và hai là Gọi Lời Yêu Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu do anh Thúy thể hiện trong album Xa Rồi Tóc Mây. Em chọn ca khúc nào? Từ ngày nhỏ em có một cái suy nghĩ cho bản thân mình từ lúc mà được nghe bài Dòng Thời Gian. Đó là nếu như anh Nguyễn Hải Phong mà là con gái thì chắc chắn em sẽ yêu anh Nguyễn Hải Phong. Bởi vì người viết nhạc này quá tinh tế và quá tuyệt vời. Thế nên em sẽ chọn ca sĩ Thu Minh và Đường Cong. Yeah, Đường Cong của Nguyễn Hải Phong do Thu Minh thể hiện, chọn. Với ca khúc này em sẽ hát 7 từ một dấu đi. Dạ. Và bây giờ là ca khúc Đường Cong cùng với Tăng Nhật Tuệ. Âm nhạc bắt đầu. Này em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là say. Này em từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức dậy. Ô ô la la đường cong em đấy mà. Ô ô la la ngọc ngà sexy lady. Kìa em là ai mà bao chàng trai là yêu là nài. Kìa em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại. Ô ô la la đường cong em thế kìa. Ô ô la la tràn trề sexy lady. Ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng tôi không đắn đo. Mong em ra cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em ta như ngây ngô. Ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tanh. Đáp án của bạn là gì ạ? Nhìn xem đường xung quanh vắng tanh. Nhìn xem đường xung quanh vắng tanh. Bạn đã đến với cuộc móc 5 triệu của chúng tôi và còn 3 quyền trợ giúp. Em có một suy nghĩ là cái câu này chắc là không đúng. Thế nhưng mà thực sự là đó giờ em cứ hát lẩm nhẩm theo mà em cũng không biết được là câu hát thực sự nó là câu nào. Nên là chắc chắn em phải dùng trợ giúp rồi. Cho em mở hai chữ bất kỳ ạ. Quyền trợ giúp số 2, chọn. Số mấy? Số 7. Số 7. Mở. Không phải là vắng tanh mà là vắng tên. Bạn sẽ chọn từ nào tiếp theo? Cho em xem số 2 ạ. Số 2. Mở. Đúng rồi. Bạn đã chốt câu hát này chưa? Tôi chốt ạ. Quý vị thân mến,
để biết được rằng Tân Nhật Tuệ có vượt qua được cột mốc 5 triệu của chúng tôi hay không. Chúng ta hãy cùng chờ đợi 60 phút nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Trở lại với trò chơi âm nhạc năm 2015 cùng với Tăng Nhật Tuệ trên sân khấu này. Trước khi giải lao thì Tăng Nhật Tuệ đã chọn ca khúc Đường Công, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, mà theo như anh tâm sự thì anh rất là yêu mến nhạc sĩ này. Trước khi giải lao thì anh đã điền vào những từ nhìn xem đường xung quanh vắng tên với sự trợ giúp thứ hai. Và ngay bây giờ là kết quả của chúng tôi. Sẽ hơi giận bạn đó, là tại vì bạn yêu thích ca khúc của ảnh nhưng mà bạn không có nhớ kỹ lời của ảnh. Anh Phong hiền lắm ạ, không giống như anh Khang. Không, có những người nhìn ở ngoài ác vậy chứ trong tâm của họ lành lắm đúng không? Lành lắm. Em hiểu. Người ta gọi là khẩu xà nhưng tâm Phật đó. Phật. Bây giờ thì bạn đã có được 5 triệu của chương trình rồi. Cố lên đi, tôi luôn luôn đứng cạnh bạn để động viên bạn mà. Tôi rất mong có một người đạt được 100 triệu. Giờ bạn chọn cái chủ đề nào tiếp theo? Ở đây chỉ còn có nhóm nhạc là có thể cố gắng thì có thể cho em được 10 triệu. Bạn phải cố gắng đi, tại vì tôi thấy là hai người đẹp đằng kia đang mỏng mỏi chờ đợi ra đây để mà hỗ trợ cho bạn rồi đó. Vâng. Nhóm nhạc đúng không ạ? Nhóm nhạc ạ? Nhóm nhạc, chọn. Chúng ta có hai nhóm. Một là nhóm Mắt Ngọc với ca khúc Thành Phố Trẻ, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, trong album cùng tên. Và hai là ca khúc Chào Buổi Sáng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Dân, do nhóm MTV thể hiện trong album Thời Gian. Em chọn ca khúc nào? Em chọn Thành Phố Trẻ. Thành Phố Trẻ, chọn. Với ca khúc này, bạn sẽ hát 12 từ được giấu đi. Chúc mừng may mắn, cố gắng nha, 12 từ. Và ngay bây giờ, Tăng Nhật Tuệ, một người trẻ, sẽ hát về ca khúc Thành Phố Trẻ, 12 từ, âm nhạc bắt đầu. Em đi đâu về mà tóc đầy me, em ngồi em chài nghĩ gì vui thế mà cười một mình. La 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 la. Anh đi đâu về dầu mái đầy tay, lưng chân gió bể nghĩ gì vui thế, nhìn người vợ hiền. La 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 la. Thành phố tôi rất trẻ, bạn hãy nghe họ hát về mình. Bằng trái tim rất trẻ, bằng khát khao bỏng cháy. La 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 la. Đêm khuya tiếng đàn xào xuyến hàng me. Đêm khuya tiếng đàn xào xuyến hàng me rồi gì nữa à? Em phải nói là em không biết cái bài này nó có lời hai. Chắc có lẽ bạn chỉ nghe trước đây cái lời một thôi đúng không? Dạ vâng, em nghe trên đài tiếng nói với đài truyền hình nhiều lắm. Thôi thì bây giờ chắc không có gì để phải nói nhiều mất thời gian lắm. Em sẽ lựa chọn là... Đúng rồi. Em sẽ lựa chọn là cái số 1 hay số 3? Số 3 đi ạ. Số 3, quyền trợ giúp số 3. Quyền trợ giúp số 3, mở. Đáp án A, thấy mình bỗng trẻ, ôm đàn tôi hát, hòa cùng bạn bè. Đáp án B,
Có người lính trẻ nhớ người bạn gái ngồi đàn một mình. Đáp án C. Có người lính trẻ ôm đàn và hát hòa cùng bạn bè. Đêm khuya tiếng đàn sao xuyến hàng me thì nó không thể hợp với khung cảnh là hòa cùng bạn bè được. Tiếng đàn sao xuyến thì chắc là chú Trần Tiến muốn nói là có người lính trẻ nhớ người bạn gái ngồi đàn một mình. Câu B. Đáp án B đúng không ạ? Dạ. Cho chúng tôi chọn đáp án B. Tôi xin nhắc thêm với bạn đây là cục móc 10 triệu. Bạn có thể sử dụng thêm một quyền trợ giúp nữa. Không thì bảo tôi chốt. Nếu đúng được 10 triệu, nếu sai quay trở về với cục móc 3 triệu. Bạn đã chốt cái hát này chưa? Tôi chốt ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của chương trình. Tôi nghĩ là cái suy luận này nó là đúng đúng không? Chúc mừng bạn đã có được 10 triệu của chương trình. Yeah. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề tiếp theo. Mình sẽ chọn chủ đề nào? Nhạc rock ạ. Nhạc rock. Chọn. Wow. Chúng ta có hai ca khúc. Một là ca khúc Bông Hồng Thủy Tinh, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lập do chính anh thể hiện trong album Tâm Hồn Của Đá. Và hai là ca khúc Rock Vầng Trăng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng do nam ca sĩ của anh Vi Tuấn Anh thể hiện trong album Hoa Học Trò, Birthday Ngày Hạnh Phúc. Bạn chọn ca khúc nào? Cái thời điểm mà em biết nhóm Bức Tường và anh Trần Lập, đấy là thời điểm em rất là thích bài Bông Hồng Thủy Tinh, nhưng nó cũng đã cách đây cũng phải hơn 10 năm rồi. Nhưng mà đây là ca khúc em thuộc. Có lẽ em xin lựa chọn Bông Hồng Thủy Tinh. Vâng, chính xác là ban nhạc Bức Tường, chứ không phải là nhóm Bức Tường. Vâng. Ban nhạc Bức Tường ạ. Vâng. Vâng, tại vì họ có chơi nhạc cụ nữa. Chơi nhạc cụ đúng, đúng không ạ? Vâng, như vậy bạn chọn các khúc nào? Xin được chọn các khúc Bông Hồng Thủy Tinh ạ. Bông Hồng Thủy Tinh, chọn. Với ca khúc này, bạn sẽ hát 12 từ được giấu đi. Chúc bạn may mắn, cố gắng lên. Và bây giờ, Bông Hồng Thủy Tinh cùng với bạn Tăng Nhật Tuệ, âm nhạc bắt đầu. Nếu những đắm say vội vã ta đã trao nhau để rồi lãng quên, những năm tháng trôi để lòng mang bao vết thương khắc sâu, vì ta đã trót yêu. Tình yêu xưa như vết cưa xót xa, tim anh âm thầm đau đớn. Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín cầm. Và tình yêu đó xin gọi tên Bông Hồng Thủy Tinh, để rồi đã quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya. Xin như cơn mưa cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta. Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rời. Vì tình yêu kia mong anh như thủy tinh, anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em. Để thời gian ta chia xa không phai nhòa, để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên. Xin em hãy giữ kỷ niệm bóng hồng thủy tinh. Nếu những đam say tìm đến khi thời gian chưa xóa mờ vết thương. Em cảm ơn ban nhạc, hôm nay cảm ơn anh Khang đã cho em những giây phút rất là hạnh phúc, vui vẻ được xuất hiện trong chương trình để nhiều khán giả trên các miền đất nước biết đến em. Em có cảm giác giống như em đăng quang hoa hậu vậy đó. Cảm ơn quá trời luôn, cảm ơn gia đình, rồi cảm ơn mọi người xung quanh. Vâng, và em cũng xin nói luôn số tiền 10 triệu em sẽ làm từ thiện. Em còn một quyền trợ giúp, đó là nhờ người thân trợ giúp. Trước khi bảo là tôi chốt lại, em có muốn không? Xin lỗi anh Trần Lập, nhưng mà em không biết là anh có viết cái lời hai này. Em cái câu này em cũng nghe quen, hồi như hồi nãy nhạc sĩ Trực Tiến em cũng bảo, đúng không?
đúng không? Em mới có một cái suy nghĩ một điều rằng là các nhạc sĩ ngày xưa, các nhạc sĩ ngày xưa quá tuyệt vời, họ quá nhiều chữ. Tại sao bây giờ mỗi người hát có một lời thôi mà ngày xưa các cụ viết lúc nào cũng hai lời làm thậm chí ba bốn lời luôn. Đúng rồi. Đấy bây giờ là đấy thôi, để tôi dừng thôi. Thế hết rồi, hết tất cả. Như vậy rồi. Là em không để cho hai người đẹp đằng kia ra đây trợ giúp em nữa. Em không cần quay lại luôn, em đã cảm nhận được bằng con mắt thứ ba là họ đang lắc đầu rồi. Vâng, như vậy em sẽ quyết định là tôi dừng. Dừng cuộc chơi. Và em dừng cuộc chơi, vâng. Em không thể biết được là câu sau là gì luôn. Vâng. Chúng tôi xin chúc mừng bạn, bạn đã có được giá trị giải thưởng là 10 triệu của chương trình. Tôi muốn hỏi là giờ bạn đang sáng tác thì bạn sáng tác mấy lời? Những ca khúc là ngắn ngắn thì em cũng viết hai lời và chung một điệp khúc. Nhưng mà thường bây giờ thì khán giả họ cũng không có nhiều thời gian để tập trung quá nhiều vào ca từ. Nên là mình làm sao để cho họ có thể thấm được ca từ của mình nhanh nhất thì tốt nhất đến với một lời thôi. Nên viết một lời thôi. Với cả sau này ví dụ như là về già rồi, chương trình trò chơi âm nhạc có đưa bài mình vào cũng không làm khó các nghệ sĩ trẻ. Tôi cũng nghĩ là như vậy, nhưng mà chắc là họ chỉ đưa vô cái cột mốc mà giấu 3 từ hay 4 từ thôi. Chứ cột mốc mà lên tới 10 triệu hay 15 triệu nhiều khi không có giới thiệu được ca khúc của mình. Cho nên ráng về sáng tác thêm về 2, lời 3 để ca khúc của mình được hát khúc sau. Dạ vâng. Vâng. Bạn có muốn biết đáp án của chúng tôi không? Tất nhiên rồi ạ. Vâng. Đáp án của chương trình chính là... Dù cho năm tháng qua cuộc tình chia cách xa đôi nơi. Và thưa quý vị, như vậy là Tăng Nhật Tuệ đã dừng lại ở cột mốc 10 triệu của chương trình. Và rất tiếc là cái ước mơ 100 triệu của bạn còn thiếu một con số 0 nữa. Ai cũng vậy, ai muốn đến đây cũng có muốn có cơ hội lên 100 triệu. Nhưng mà đôi khi thì nó không dễ dàng như thế. Và chương trình cũng một lần nữa xin cảm ơn bạn đã đến đây. Trước khi chia tay thì Tuệ có muốn nói lời nào với quý vị khán giả không? Dạ vâng, phải nói là em nói thật nha. Lúc trước khi lên đây là em run lắm. Em đó giờ là thứ nhất là đi hát bài của mình thì quên lời. Mà thi cái gì rớt cái đó. Không hiểu sao, em không hiểu là vì sao đưa em tới nữa. Không hiểu sao em lại đứng ở đây nữa. Thế nhưng mà ngày hôm nay nếu không có anh chắc em không vững vàng đến bây giờ. Bắt đầu quen, bắt đầu giỡn được thì lại rớt mất rồi. Em chỉ muốn ôm anh một cái thôi. Cảm ơn Tuệ đã đến với chương trình này. Chúc cho em sẽ thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Luôn cười tươi như thế này nha. Đôi khi cuộc sống nó khó khăn nhưng cứ cười là chúng ta sẽ vượt qua hết tất cả. Được không ạ? Cảm ơn em đã đến với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Cùng đến với trò chơi âm nhạc năm 2015, chia tay Tăng Nhật Tuệ. Ngay bây giờ hãy cùng chào đón người chơi tiếp theo. Xin được giới thiệu bạn Isaac Thái. Chào em. Vâng. Em giới thiệu đôi nét về mình đi. Tại sao em lại có một cái tên rất là đặc biệt là Isaac Thái? Xin giới thiệu bằng tên thật đấy ạ. Thái Huy Sắc xin được chào tất cả các bạn khán giả có mặt ở trong trường ngày hôm nay. Em trong... là Sắc. Dạ. Tên là Sắc. Tên thật là Thái Huy Sắc. À. Và tên Isaac Thái là nó bắt nguồn từ tên thánh của em. À. Dạ, mỗi người có một cái tên thánh và tên thánh của em là Isaac. À. Ở trong kinh thánh. Cho nên em lấy luôn là tên kết hợp với họ của mình là Isaac Thái. Nghe nó hơi Tây Tây, Tây nó à. Đặc biệt mà nó giống em, Isaac. Em thì thấy Isaac. Tây Nguyên, tại vì đi tới đâu họ cũng hỏi, ủa em dân tộc gì? Tại vì Isaac thì giống như là Iraq, Han, gì đó. Imoan hay là gì đó, đúng không? Yeah. Như vậy thì với cái tên Isaac Thái thì tôi lại cứ tưởng là Isaac của một thành viên nhóm Tree City Fire The Band. À, 365 à. Yeah. Yeah. Không, thực ra thì Isaac 365 thì không đẹp bằng em. Em đẹp trai hơn. Đúng yeah. rồi. Đó là cái điểm nhận dạng. Tôi thấy được cái điều đó. Yeah, rõ ràng là Isaac kia mắc 2 mí, Isaac này mắc 1 mí. Ừ. Yeah. Mà 1 mí bây giờ nó là trào lưu mốt đó. Bạn thấy tôi đẹp không? À. Tại cũng nhờ cũng 1 mí đó. Đúng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với lại chương trình. Thì Isaac sẽ hát những từ được giấu đi thông qua những ca khúc và chúng ta có những thể loại âm nhạc như sau. Pop,
dance, rock, nhạc sĩ nổi tiếng, gia đình, ca sĩ nổi tiếng, nhạc thiếu nhi, chủ đề biển và nhạc cách mạng. Tương ứng với chính chủ đề này thì chúng ta có những mức giải thưởng như sau. Từ 200.000 cho đến 50 triệu, Isaac Thái sẽ phải hát chính xác 4 cục móc đầu tiên để có chắc chắn được 3 triệu. Vượt qua mức thứ 5 thì bạn có quyền dừng cuộc chơi lúc nào cảm thấy không an toàn. Qua mức thứ 9, bạn sẽ đến với bài hát chiến thắng trị giá 100 triệu đồng. Trở thành triệu phú chỉ sau một đêm nếu mà hát đúng 9 chủ đề. Và chúng ta có những mức trợ giúp như sau. Nhờ người thân trợ giúp và 2 trong số những từ bất kỳ và 3 đáp án trong đó một đáp án chính xác. Ngay bây giờ thì Isaac Thái, bạn sẽ chọn chủ đề nào đầu tiên? Thường thường thì mọi người sẽ chọn những chủ đề như là nhạc sĩ nổi tiếng, ca sĩ nổi tiếng hay là pop đầu tiên, đúng không ạ? Em thấy cái quê hương và đất nước nó nằm rời ra, có lẽ chắc là phải sẽ nó là cái khó lắm đây, đúng không? Em muốn chọn cái chủ đề này để nếu mà vượt qua được cái chủ đề này thì mình cũng đỡ sợ. Tại vì hiện tại bây giờ em rất là run. Tức là chọn cái khó nhất. Chọn cái khó nhất, với lại nữa là phải thú thật là trước cái cuộc thi này thì em bị mất giọng mấy ngày liền. Cho nên em muốn là bắt đầu bằng một cái bài hát quê hương đất nước cho nó hào hùng một chút, để có thể mở giọng của mình ra để hát những bài sau. Tức là nếu mà đúng ngay cái ca khúc mà mình biết là tự nhân nữ, hy vọng thông giọng được liền. Ok. Cho nên em chọn cái chủ đề quê hương đất nước. Quê hương đất nước, chọn. Chúng ta có hai ca khúc. Một là Đến với con người Việt Nam tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Nghĩa do nhóm V-Music thể hiện trong album Việt Nam ngày mới. Và hai là Quê hương tình yêu và tuổi trẻ, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng do nhóm ACNM thể hiện trong album Một tình yêu. Và bạn sẽ chọn ca khúc nào? Thực ra Đến với con người Việt Nam tôi là bài hát trẻ mới đây, mới hơn bài thứ hai Quê hương tình yêu và tuổi trẻ. Nhưng mà em lại không thuộc bài đầu bằng bài thứ hai. Bài thứ hai thì cũng chỉ có hát một lần, hai lần thôi. Nhưng mà chắc em chọn cái bài thứ hai có vẻ gần với em hơn. Em chọn Quê hương tình yêu và tuổi trẻ. Quê hương tình yêu và tuổi trẻ, chọn. Với ca khúc này, bạn sẽ hát 4 từ được dấu đi. Chúc bạn may mắn nha. Quê hương tình yêu và tuổi trẻ, âm nhạc bắt đầu. Dung nhẹ bông lúa vàng, đồng quê ngát hương đang êm ru muôn âm thanh dịu dàng. Nắng chiều tô đẹp đôi má hồng, người em mến thương gieo trong tay muôn khúc nhạc vớ vương. Ôi quê hương chốn đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim rộn vang tiếng hát. Em đọc lại đáp án một lần nữa đi. Rộn vang tiếng hát ạ. Rộn vang tiếng hát, vâng. Bạn đã đến với cục móc đầu tiên là 200 ngàn của chúng tôi. Nếu trả lời đúng đáp án này, bạn sẽ có được 200 ngàn tô xanh. Nhưng nó chưa là hiện thực, bởi vì chúng ta còn 3 cục móc tiếp theo. Nếu mà bạn không chắc ăn thì nên sử dụng quyền trợ giúp của chúng tôi. Bạn đã chốt câu hát này chưa? Thực ra cái chỗ này tôi có cái chút gì đó đang lưỡng lự, chắc là phải dùng trợ giúp. Vâng, chúng tôi đồng ý. Bạn sẽ dùng quyền trợ giúp nào ạ? Dùng quyền trợ giúp thứ hai. Số 2, chọn. 1, 2, 3, 4, bạn sẽ chọn số mấy? Số 3. Số 3, chọn. Và số mấy nữa? Số 2 ạ. Số 2, chọn. May quá. Rộn muôn tiếng hát chứ không phải là rộn vang tiếng hát. Bạn lưu ý thật kỹ. Và sự lựa chọn của bạn là rộn muôn tiếng hát. Bạn đã chốt câu hát này chưa? Tôi chốt. Và bây giờ hãy cùng đến với kết quả của chương trình. Đôi khi bạn hát nhưng mà bạn
không để ý kỹ cái lời của nó, chỉ cần sai một từ là bạn sẽ đi ngay. Wow, như vậy là với chủ đề khó mà bạn đã vượt qua được thì chúng ta đã đủ tự tin để đến với những chủ đề tiếp theo, đúng không ạ? Nhưng mà tiếc quá vì mất đi một cái quyền trợ giúp. Không sao, nếu như mà cái quyền đó lên tới câu số 5, số 6 nhiều khi cũng không dùng được bao nhiêu, đúng không ạ? Nếu mà bạn dùng một cách khôn ngoan thì bạn có thể đi đến những cục bóng cao. Hy vọng vậy, hy vọng vậy. Bạn sẽ cho chủ đề nào tiếp theo? À, bây giờ thì em sẽ lần lượt đi những chủ đề mà gần nhất với mình và thông thường hay chọn. Bây giờ em chọn nhạc sĩ nổi tiếng. Nhạc sĩ nổi tiếng, chọn. Chúng ta có hai ca khúc. Một là ca khúc Để Dành, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Sinh Sô do nam ca sĩ Hạnh Tuấn thể hiện trong album Acoustic 84. Và hai, Những Ngày Thứ Bảy Trong Năm, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng do nữ ca sĩ Hồ Bích Ngọc thể hiện trong album Bước Kế Tiếp. Bạn chọn ca khúc nào? Em rất là thích ca sĩ Hà Anh Tuấn và nghe cái phiên bản Để Dành của anh cũng rất là hay. Hôm nay em sẽ cover lại bài hát đó, Để Dành. Cover lại, vâng. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Sinh Sô, ca khúc Để Dành, chọn. Với ca khúc này, bạn sẽ phải hát chính xác 4 từ được giấu đi. Chúc may mắn nha. Để Dành cùng với bạn Isaac Thái, âm nhạc bắt đầu. Một chút hương thơm còn lại, một ánh mắt quen để lại, một lối đi trên con hẻm nhỏ, và mưa nắng hai mùa vẫn qua. Một tiếng sao đêm ngần ngại, một chiếc môi hôn vụng dại, và bước chân trên con hẻm nhỏ cùng tiếng gió qua cửa chú đông. Những ước mong đã đưa chúng ta xa hai bờ, đã mang hết đi những điều thân thuộc. Bạn đọc lại đáp án một lần nữa đi ạ. Những điều thân thuộc. Đã mang hết đi những điều thân thuộc. Vâng. Mà đang đến với cột mốc 500 ngàn của chúng tôi. Và nếu mà trả lời đúng đáp án này, bạn sẽ tổ xanh ô thứ hai của mình. Bạn đã chốt câu hát này chưa? Tôi chốt. Để xem Isaac Thái có vượt qua được cột mốc thứ hai của chúng tôi hay không. Kết quả của chương trình chính là... Và như vậy là Isaac Thái, bạn đã có được 500 ngàn đô xanh ở thứ hai rồi. Vâng thưa quý vị, tuy nhiên nhìn đồng hồ thì thời lượng phát sóng của chương trình của chúng tôi cũng đã hết rồi. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ tạm chia tay Isaac Thái ở tuần này. Tuần sau bạn ấy sẽ quay trở lại sau một thời gian ôn luyện và hy vọng sẽ nâng cái cột mốc giải thưởng của mình đi xa hơn với cột mốc 100 triệu, được không ạ? Vâng, cố gắng lên nha. Cảm ơn. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Trà Chơi Âm Nhạc được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ tư tuần trên kênh VTV3. Với âm nhạc, chúng ta là một. With Music, We Are One. Nguyên Khang, Isaac Thái, ban nhạc Flashman và nhóm bè Cadillac. Xin chào và hẹn gặp lại. Trò này phải có Nguyên Khang. Du khách nữ nhẹ viên buôn nhẹ tơ vàng. Người về đây với em, cùng tình yêu khát khao. Wow, chị thấy cũng bình thường mà. Mình rất là dịu hiền, mình trầm mặc, mình nghiêm trang quá rồi.